bị nhồi máu cơ tim, nghệ sĩ nhân dân Kim Cương cấp cứu. Gia đình đã đưa nghệ sĩ nhân dân Kim Cương vào bệnh viện Tâm Đức cấp cứu tại thành phố Hồ Chí Minh. Trong tình trạng khó thở, các bác sĩ chuyên khoa tim mạch chẩn đoán bà bị nhồi máu cơ tim. Chiều cùng ngày, nghệ sĩ nhân dân Kim Cương đã qua cơn nguy kịch. Nghệ sĩ nhân dân Kim Cương cho biết cơn đau tim khiến bà khó thở và được người nhà đã cấp tốc đưa vào bệnh viện để cấp cứu. Kể lại trong hơi thở mệt nhọc, nghệ sĩ nhân dân Kim Cương nói, cách đây hơn 10 năm, tôi đã có triệu chứng nhồi máu cơ tim khiến đau thắt ngực. Các bác sĩ đã khuyên cáo tôi không được làm việc quá sức, có hại cho sức khỏe. Lần này thì tôi cũng cần phải dành nhiều thời gian để nghỉ ngơi, dù công tác xã hội còn nhiều thứ đang chờ tôi lo. Nghệ sĩ nhân dân Kim Cương đã được rời khỏi phòng chăm sóc đặc biệt và cho biết sẽ tiếp tục điều trị tại bệnh viện Tâm Đức cho đến khi bác sĩ chuyên khoa cho xuất viện. Thông tin nghệ sĩ Kim Cương nhập viện vì nhồi máu cơ tim được đạo diễn Thành Hiệp chia sẻ. Nhiều khán giả lo lắng cho sức khỏe của tác giả lá sầu riêng. Trên trang cá nhân, đạo diễn Thành Hiệp bất ngờ đăng tải hình ảnh anh vào bệnh viện để thăm hỏi nghệ sĩ Kim Cương. Nam đạo diễn cho biết đàn chị vừa bị nhồi máu cơ tim, suýt ảnh hưởng đến tính mạng. Anh viết, thương chị hai Kim Cương, lần này chị bị bệnh nặng, chứng nhồi máu cơ tim suýt ảnh hưởng đến tính mạng. Vào thăm mà cứ nghe chị dặn dò hết chuyện này đến chuyện kia, cứ như trăn trối vậy. Mong chị hai mau sớm hồi phục, xuất viện trong niềm vui mừng của các em và nghệ sĩ đồng nghiệp cùng đông đảo khán giả đã yêu thương chị. Dòng trạng thái của đạo diễn Thành Hiệp nhận được sự quan tâm của người hâm mộ. Trong ảnh nghệ sĩ Kim Cương với gương mặt kém sắc, sau bà vẫn mỉm cười khi chụp cùng với đàn em. Nhiều bạn bè đồng nghiệp lo lắng gửi lời hỏi thăm. Đạo diễn Nguyễn Hồng Dung viết, chị Kim Cương rất mạnh mẽ nên mọi bệnh tật cũng sẽ nhanh chóng thua chị. Chị mau khỏe lại để tiếp tục những bước đường mong muốn của chị. Trong khi đó đạo diễn Xuân Hương cho biết, mới đây gặp chị hôm cùng tô ma, cứ nghĩ chị khỏe nhưng không ngờ chị mau khỏe nhẹ. Chúc chị Kim Cương mau khỏe bệnh để còn giúp người khác. Diễn viên Mặc Cần viết, liên hệ với đạo diễn Thành Hiệp. Anh cho biết do nghệ sĩ Kim Cương làm việc nhiều nên ảnh hưởng đến sức khỏe, đồng thời nam đạo diễn nói thêm, hiện tại sức khỏe của chị Kim Cương đã ổn định nhưng vẫn phải nằm viện để theo dõi thêm. Nghệ sĩ nhân dân Kim Cương sinh năm 1937, được mệnh danh là kỳ nữ trong giới sân khấu Việt Nam. Bà được Trung tâm Sách Kỷ lục Việt Nam vinh danh là nghệ sĩ viết nhiều kịch bản, nói nhất Việt Nam và gây ấn tượng qua các vở như Lá sầu riêng, Dưới hai màu áo, Trà hoa nữ. Nghệ sĩ Kim Cương tích cực tham gia hoạt động thiện nguyện bên cạnh các dự án nghệ thuật. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!